có thể xem qua bức tranh của mình trước khi mình tô màu, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu luôn nhé. Em thôi thôi chỉ là em một chúng ta là Nhưng mà thật ra là cả hai bố mẹ đều giống nhau mà, cũng kiểu không má nào chịu thua má nào ấy. sao bố tao hiền lắm, mẹ tao chửi bố tao im lặng luôn. Eo ơi, cái chú lái xe nhà em nhá, mà xe bị làm sao một tí thôi bố em cũng gào hết lên rồi, bố em quý xe như như con luôn ấy. Quý hơn chứ, Ừ, quý hơn cả con sao luôn. vì sao ba khỏe hả? Nếu mà xe kiểu bị hỏng hóc hay là bị sao đấy, hay là chập mạch cái gì là bố tôi xót đấy, Cũng xót đúng. xe. Thế là chửi ầm hết lên. Cái đợt cái hôm mà chú ấy, cái chú lái xe chú đi chú không để ý, thế là kiểu cúi xuống nhặt cái gì ấy, thế là xe nó bị chợ đập va mẹ vào cái giải ngăn cách, bị lõm mất bên xe. Thế xong rồi mẹ không biết giải quyết nào ấy, thế là hôm đấy mới gọi bố xuống Hà Nội. Hôm đấy là bố không đi lái, thế là mẹ gọi bố xuống Hà Nội. Bố vừa xuống đến nơi phát nhìn xe quay chửi ầm hết cả bến lên luôn mà, ảo thật. Nhưng kia bỏ tiền ra là phải tí chứ. Ai mà Gì mà phá hoại, không phải phá hoại mà không tiếc, không biết tiếc là tí chứ. có tiếc mà, chẳng qua mỗi tội đầu óc nhiều lúc để lên rồi nhưng... Vì thế không quý thôi, không quý. Là nhìn là phải nhìn Cơ con bản là nhìn được con bố mẹ tí chăm từ bé, thế nên là không để ý cái gì hết, hiểu không? Khổ, bố bao bọc cho từ bé, cái gì bố cũng làm cho, thế nên tao không để ý được chưa? Ok chưa? Tao là công chúa mà. đều. Một lần mẹ em kể hồi xưa bố em đi đánh bài, đi đánh bạc dẫn hai chị em đi cùng, hai đứa ngồi hai bên đùi, bố cứ thế đánh thôi. Mẹ ngày xưa cái đợt tao mẫu giáo, mẹ tao lôi tao đi đánh bạc, tao ngủ ở chỗ đấy quen rồi. Bố mẹ bố tôi đi đánh bạc với mẹ Thịnh mà. Ô thật Áo. mà cái đợt mà nhà tôi ở nhà cũ ấy đánh bạc nha, xong rồi cho tôi nằm ngủ, kiểu đợt đấy toàn đánh sóc đĩa thôi, đi ngủ cứ lóc cóc và đi được Ờ, đấy. Tết bố em hay trốn mẹ em Sao anh đi lại có kiểu so mà đi sóc đĩa vậy không? báo công an. Ô này mẹ mẹ tôi chạy mấy đợt công an được đấy, báo công an, không phải chạy tiền mà kiểu công an bắt mà báo tin nha, chạy trốn chạy được. Me too giống bố em. Cả cái đợt bố em đánh bài ở bến bị thua mẹ mất 20 triệu. Về mẹ chửi tung lời, 20 chửi là tung tiền nhà em. rồi, Tại cơ bản đợt đấy nhà đang khó khăn ấy, thế nên là 20 triệu của em to cái rồi. đợt này bố thằng Tuấn cũng đi đánh bạc. Thế Ở xóm cứ chỗ nào đánh bạc mà đấy là bố thằng Tuấn đánh nhá, bố tôi đến vay vay của thằng Tuấn nhiều lắm, toàn thua thế thôi. bố Huy có đánh bài không? Không, Thế sao lại quen thi bố em thoảng vậy? thi thoảng Thế sao lại quen bố em lại còn bạn thân luôn? Éo vậy. chân lý người đánh bạc bản thân. Sao học cùng cấp 2 à? Thấy Huy bảo Tại vì bố em học hết cấp 2 là bố em nghỉ học mà, không không học cấp không 3. biết nhưng mà thấy chắc Huy bảo thấy thân mà anh em học cùng, thấy thân quen với ông quen với nhau thì được lắm, Trước còn biết sao được. cái xóm nhà Thịnh là ông bà nội tôi với cả bố tôi là biết hết ở dưới xóm đấy, bà em hay xuống đấy mà. Mẹ em tên gì? Đâu anh? Bà anh tên gì? Không biết. Bà anh thì thuộc Anh nhớ tên của ông bà hai bên không? có Là gì? Thắng với Thục là bên ngoại, Ừ. còn bên nội là Vĩ với Huyền. Thế sao hôm bữa mà kêu không nhớ? Vì không nhớ Hả? Cháu với chặt. à. Cô cho anh em bữa. Cái gì để thế cho chắc ở cái tôi Thế là duyên số, bọn mình là có duyên số với nhá. nhau đấy. Cháu duyên gì nè, có cái mắc này gỡ được gì, Em mà biết cơ thì em không nhớ đến tao anh. biết mày sẽ nói là vô đấy mà. Đây là bức tranh của mình, sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi người, mình sẽ hoàn thiện nốt nha, rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nhé. Tao quá quen. Đợt bữa tôi lên tuyên quang tôi mua bằng lái xe trên đấy. Mua bằng lên mà.
Thật ra là mua xong rồi mình đến đấy mình thi cho có thôi ấy. Xong rồi đi Ý về 1,3 triệu đi mẹ ạ. buồn cười thằng Tuấn trước mua 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 bằng xong rồi kiểu vẫn phải đến thi, mua xong đến thi xịt Mất tiền đúng không, xong rồi đòi tiền lại và đấy không? Cái đó. Em đi muốn chi mà. thi đấy chủ yếu là thực hành với thật. Mẹ, mình đi vòng số 8. Cái gì xe số 2 chạm vạch, xe số 2 chạm vạch, Đâu xe số rồi 2 chạm vạch, xe số 2 loại. Cày vãi. Mình đi toàn chạm vạch ảo thật trong khi đi ngoài đường ấy. Ảo ấy nhỉ? Xe máy đi dễ mà mà. cái đấy mình chống chân mà góc khuất thì người ta nhìn thấy đáng kể, chống chân được mà Ừ, chống được mà năm lỗi bao giờ nó đọc 5 lần nó thì cảm biết rồi. biến, nó cảm biến là cảm biến ở cái xe ấy. Nó là cái vòng số 8 nghĩa là như Vòng đâu ra người đọc mà. không, chỗ tôi là máy cơ, thì tại vì nhá cái lúc mà xe với ở cái vòng ấy nó sẽ lắp một cái như kiểu là một cái vòng sắt ở chỗ vòng số 8 ở những cái đường mà kẻ vạch ấy, xe nó sẽ gắn một cái thiết bị như kiểu Cứ chạm vào chạm vào cái cái đấy hoặc là gần đấy nó sẽ kêu ấy, thì là mình chống chân vẫn được, mình chống chân cái lúc đấy không cho nó để cua, không cho nó chạm vào cái vạch là được. đây hai thằng nó ngồi nó nói nó thấy chờ đây em lên tuyên quang là cũng ba Không, câu phải hai người xe nói, nó là người nói chỉ nó là kiểu nói nói là số bao nhiêu tiếp tục vào thi các thứ thôi, còn không lại là đây là chạm vạch là nó nói luôn. lỗi thì là máy nó đọc. Mình kệ trong Mẹ xe em mình biết đi thừa không đấy, em không không thi bằng lái xe kiểu gì cũng rớt, không được xe số em mua luôn bằng cho nó nhanh. thi ấy cũng dễ, cứ bảo là thực thi thực hành thì lại nhà Adam thi lý thuyết thì nhà vậy nó đọc hết. Đằng nào camera có ghi tiếng đâu, thế mà nó thấy nó đọc à. cơ bản là thi được thì cứ thi, đỡ tốn tiền thôi, 500 phải thi 500. tự thi mất có mấy trăm làm bằng giấy tờ, nghĩa là giấy tờ thi. Nhờ bên em trả bằng nhanh lắm. Ở bên anh Có cũng luôn. trả Có bằng nhanh luôn. lắm, Chứ bên nó anh có không rồi. luôn, Tùy đợt đấy. Thật ra nó Có làm đợt lợi. là có luôn, có đợt không Không, có. đợt tôi không có luôn, đợt ở Có Yên đợt Bái phải đợi lâu lắm. Tôi là mua nên là nó làm sẵn luôn cho. Thế chùa. Ê, tôi xin đủ tuổi khác tôi đi đăng ký đi thi luôn mà. giờ nó là bắt bằng B2 Em rồi đấy. lên đấy. Nếu mà thi bằng lái ô tô thì chỉ có lên Lào Cai là dễ nhất. Nó sắp có cả bằng nó bắt bây giờ sắp phải bằng có bằng B2 không? Không, À A2 B2. B1. À đó B2. À đó B2 hay A2 gì Hiện đó. hiện tại đang là A1 hay sao ấy? Hiện tại là B1. Xe của tôi là chỉ cần bằng A1 là đi được rồi. Ừ, xem ga xe số không quá 150 cc thì à, nó ấy kia được hay sao ấy. Sắp bắt phải bắt buộc tất cả phải có bằng B2 Không, A2. nó chỉ thêm cái là hình như sắp tới là kiểu có bằng ô tô thì sẽ không cần phải chứng minh là bằng xe máy nữa thôi. Có ô tô thì không cần thêm máy. Đâu, bây giờ vẫn phải cần, nó khai hai cái khác biệt mà. Ô tô tiền đâu ô tô Chúng trời. tôi hết vào đây nha mọi người. Bây giờ cứ có bằng lái xe tăng rồi mà. Rồi. Đi vào quân đội. Mày bắn nữa đây, mày dạy mày bắn nữa thế nào. Vậy ngày xưa chiến tranh các thứ các cụ phải đi sang nước ngoài học bằng, xong lấy bằng về rồi mới lái ô tô máy bay. Xem có gì mới không, xem có gì thay đổi sau khi đi không. Muốn quay lại, không muốn quay lại thì tại vì nó quá chán. Nhưng người ta 3 giờ con gái trời Ui, à bây giờ bọn trẻ con nó lớn nhanh lắm. đúng lên gia đình mà Em có công nhận điều đấy không? quay lại cũng được. Tại có một đợt mới này tôi cũng chả biết một nào tại vì bận từ lâu Má, lắm. năm cấp 3 mình xấu vãi. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những Và video mỗi sau thành nhé. Bye phố bye. ở huyện
Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bức tranh về một buổi chụp X quang cho một chú chó nha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này, nên là mọi người hãy theo dõi nhé. Trời ơi, cái con điên. Mẹ, chỗ mình toàn mấy con điên. Ok em mọi người. Gặp lại mấy đứa mà xưa ở quê ấy, giờ mình kéo nhận ra nó là ai, nó kéo biết gì là lâu quá rồi. Giờ trong Gia Lâm có một đứa em bên đấy. Xong rồi kiểu nó ở trọ cùng với đứa em nữa ấy, cũng ở cùng quê ấy. Sau một đứa hỏi biết ai không thì kéo một đứa lên nó. Gặp nó từ cái thời làm hết đi. Một loạt luôn đấy, cả thôn cái lứa của tôi toàn là bằng tuổi luôn, cùng lớp luôn mà, tất cả xếp hết vào một lớp luôn mà. Xong rồi học đến sang cấp 3 thì khác lớp thì vẫn chơi với nhau, đa số toàn bằng tuổi thôi. Có duy nhất một thằng là hơn tuổi, còn lại tất cả đều bằng tuổi, nhưng mà nó là anh em với tất cả, anh em họ với tất cả nên là lại cũng chơi cùng nhau luôn. Tìm chịu cô đấy đa số toàn anh em rồi. Thì ra là anh định mua gì ấy? Hạt, trên em gọi hạt rời. Hạt rời cơ, không phải hạt hướng dương. Về dưới này xuống. Thật mọi người cứ gọi hạt hướng dương. Thì tên nó thật. Đây là hạt rời mà. Về dưới này xuống đi ra quán nước bảo tên nó ghi rõ đây. Hạt rời ở quán không biết hạt rời là hạt gì. Thật. Hạt hướng dương tên chung mà. Nó tên là hạt rời mà. Chỗ em toàn gọi hạt rời. Nó ghi trên bao mì luôn. Nhưng mà chỗ ông gọi là cái gì? Hạt hướng dương hết. Chỗ tôi hạt rời. Hạt xin túi hạt rời. Kiểu chắc nó nhìn bông hoa hướng dương này. Anh nhìn thấy áo mưa Yên Bái chưa? Anh nhìn áo mưa Yên Bái rồi chưa? Áo mưa đặc sản chỉ có Yên Bái có rồi. Thật. Nó trong là... suốt, nó là cái túi, nó là một cái túi bóng xong rồi cắt lỗ ra để mặc. Thôi, ở Yên Bái nha, bọn học sinh ý chê hết tất cả các loại áo mưa màu mè như kiểu Hà Nội luôn. Chúng nó chỉ mặc mỗi cái áo mưa đấy là đẹp nhất. Ở Yên Bái auto áo mưa đấy. Thật, không một ai mà áo mưa ấy luôn. Xong xuống Hà Nội thấy người ta mặc áo mưa kiểu bình thường nó nhiều quá ấy, thì em mới mặc theo. Cơ bản là cái áo mưa kia rách, thế nên là em mới đổi sang mặc cái bây giờ của cái đợt đi ăn cùng với con Phanh với thằng Nhật với thằng Kiệt. Thế là em cho thằng Kiệt mặc cái áo mưa, túi ni lông nó bảo cái gì đấy, túi rác à? Nó không biết là túi áo mưa luôn mà. Cái túi màu trắng này anh. Cái túi màu trắng trong. Trong nhưng mà cái đấy cũng chống được mưa mà nó không chống được. Cốc vào. Nó rang có vị tẩm đá mà kiểu hạt tẩm đá. Ok nha mọi người, mời mọi người ăn hướng dương của mình nha. Đã nó đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nhé. Nhom 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 nhom. Mẹ tô mai để bay bức cây. Ờ.
Tôi 10 phút mà. Tôi gần 5 tiếng rồi mà. Khăn nước qua. Chờ là tí. Giờ hỏi em cái cốc. Cái gì? Đó là. Ok. Giờ đi lên 6 giờ đã. Vâng ạ. Anh dọa nó làm nó phải đi. Rồi. Dọa đâu. Đi là các bạn phải đôi 4 5 buổi rồi. Đâu nghỉ có 2 buổi. Hay biết Đức và bạn. Nãy giờ 3 4 buổi rồi. Tại hôm buổi hôm trước là em bị ốm thôi, không thì em cũng đi. Ô, trước qua nhỉ? Trước 3 3 đến giờ đi, áo đi người mời. Nhiều, nhiều thật đấy. Mời ông nít. Nhưng mà người này ông nít chẳng người nữa. Ok. Tại vì em không biết lịch. Được vào đội nhưng mà không được vào nhóm ạ. À. Em nhóm tưởng phải có nhóm Messenger chứ. Đâu. Và vào nhóm gì? Anh vẫn vào nhóm đó, lịch lại đi. Ngại lắm. Vào không có gì đâu. Xâm lỗi. Thông báo lịch đi. Nhóm chỉ vào thông báo lịch thôi. Anh Đức sao anh lại ao nhóm? Ao nhóm là nghỉ này, chơi. Em nhắn gì ấy? Vâng ạ, em mình phải nói luôn. Mẹ em nhắn luôn nó mới dép. Em nhắn là chuyển toàn có nhận được ship không, không thì thôi, không phải nhận nữa, không phải giao nữa. Em bảo với nó là chủ nhật tuần này có nhận được ship không, không thì thôi, không cần nữa. Thế là nó nhắn nó ship luôn. Bây giờ em nhắn theo kiểu như thế nó mới bảo là dây về kho Hà Nội rồi bây giờ nó book ship luôn cho mình. Anh nghe như nào? Đây là nó không thèm check. Kho phải lấy. Biết được kho đâu. Nó không nói đâu. Ừ. Đấy là kho hàng của nó mà có phải là không, đấy là kho hàng của cái nó. Cái này đặt ở cái giờ nó kho hàng của shop. Kho hàng Xuân thì dễ quá. Anh đặt tên em à? Em người đặt mà. Em đặt theo túi à, của em luôn mà. Đây là nick của anh. Ờ. Hỏi nick cũ đâu. Đây hạt dời ăn mới ngon, hạt dời ngọt. Trắng à? Ừ, ăn thử. Thiếu. Ăn nó không vị như vị ngày xưa ăn nó thơm. Kiểu dạng như kiểu cánh gà chiên. Nó ăn thơm cực, thơm vãi. Nhưng mà hình như có nhiều loại mà. Nhiều. Răng muối cả răng này. Bị ốc chó mà. Có cái răng muối là nó nghĩa là nó răng mặn hẳn ấy. Còn cái bình thường thì nó vẫn răng muối rồi. Nhưng mà nó răng muối. Nó không có cái view người xưa. Chả biết tên là gì. Không biết tên. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha.
cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người với video sau nhé. Hello, xin chào mọi người. Cái gì vậy? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh về cái này nha mọi người. Về ba cục kẹo nha. À, bây giờ mọi người hãy xem mình để tô màu nhé. Bên mình sẽ bắt đầu luôn nha mọi người. Bông lòng những dấu trong lòng buồn còn nhiều trái vỡ. Trời mưa tôi không đến người nhưng anh vẫn chờ em đó. Đi nghe câu nói dối nhưng một lòng làm gì em ơi. Người yêu em chính là tôi. Ghét vậy. Mệt quá mệt quá mệt. Fuck, chó thịt, mẹ ghét chó thịt vãi. Rót cho em cốc nước đầy nhá. Rót cho em cốc nước đầy. Ok, mình tô như này nha mọi người ơi. Mỗi thứ một màu là đẹp. Anh sát. Ôi chết rồi. Em biết mật khẩu Facebook anh là gì rồi. Hả? Em biết mật khẩu Facebook anh là gì rồi. Là gì? Thảo ngu cái gì cái gì vậy? Hôm qua em thấy nó hiện ở đây này. Thế là đúng rồi. Nhưng mà Thảo ngu là ai vậy? Anh. Dạ. Đây này em thấy ở đây này. Đây là số điện thoại của anh đúng không? Thôi, mình không được làm vậy. Mình làm vậy là không tốt, làm vậy là người xấu. Cái gì? Bên mật khẩu Facebook anh sắp. Dạ. À. Anh để tin người yêu cũ là mật khẩu à? À, anh trẻ em ơi. Anh để tin người yêu cũ là mật khẩu mà. Mà cứ ngu đấy còn gì nữa. Ông yêu của anh là sinh mùng 2/8 ạ. Anh vừa chửi thầm sao anh vừa chửi địt mẹ. Anh chửi không. Anh không ở đi ăn nhé. Nghe mà như nào, em chẳng bao giờ chửi thầm ai cả. Em chửi mũi thịnh thôi chứ em không chửi thầm ai cả. Mọi người đừng có quy tội cho em. Mày cứ soi người ta anh tinh. Cái gì người ta. Em tưởng nay em bật. Em xóa cái tab này đi này. Em xóa cái tab này đi. Xong rồi lại bật cái này lên. Xong rồi vào Facebook. Em còn lưu mà. Vào Facebook đây này. Xong rồi biết đấy. Xóa kiểu gì? Cái lưu ở đây mà. Chứ em vào làm gì khổ. Khổ quá em không vào làm gì đâu. Mai lại thấy một loạt tin nhắn như thế. Ý là không sợ tính mức đấy đâu ấy. Chắc là. Thì treo thôi là đủ rồi. Thôi, ok nha. Mày đến mày. Ơ, chó thích đâu rồi. Ừ, cũng hơi ấy đấy, đập hơi tao chuyện đấy. Ok.
Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô một nửa nha mọi người, mình sẽ hoàn thiện nốt nha. Ôi đàn ông. Khéo hai đứa lại mặc nhầm của nhau rồi đúng không ạ? Cái đó đỏ Việt á. Cái đó có cái chữ Việt tin đấy. Cô có ông là cái chữ gì gì ấy, quên mất rồi. Cô à, đi đi thôi. Bây giờ 6 rưỡi rồi, 6 giờ. Ok, ok. Anh ơi, anh đeo cái bịt đầu gối vào nhá. Ừ, mới tìm à? Không, mẹ gãy chân mất tết thì tao cũng mệt. Chả sao, chịu tí. Đúng, em mất tết rồi. Kẻo mà mất cái tết. Thật kẻo mất anh tết. Ơi, ai mới mất quần rồi. Con đi. Hôn mất mẹ một nửa son môi luôn mà này. Mất một nửa. Máy điện thoại đây ta nhỉ? Tính mang máy đi không? Có chứ. Mang máy đi để rồi đấy lại mất. À, mất rồi. Anh sao anh mang máy đi không anh sao? Gì trời, làm gì trời. Vào cốc nước của tôi bây giờ. Ok nha mọi người. Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người.
Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo cách tô màu của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.